đó là các mẹ tin vào những cái đơn thuốc ở trên mạng đó, tức là các mẹ lan truyền nhau những cái đơn thuốc cho em bé để nhanh khỏi ấy, thì chỉ cần biết em bé nhà mình F0 thôi thì các mẹ sẽ vội vàng mua đủ đơn thuốc đó về. Okay. Đó, mà em thì em hiểu, em cũng có tìm hiểu và được bác sĩ chia sẻ đó là mình sẽ chỉ xử lý và điều trị trên cái tình trạng của từng bé thôi, bởi vì mỗi em bé lại có một cái tình trạng khác nhau, một cái biểu hiện khác nhau. Vậy thì em nghĩ là khi điều trị qua tình trạng như thế thì với tình trạng như thế nào thì xử lý như thế nào? Đó thì ngày hôm nay thì bác sĩ ở đây chia sẻ với mọi người kỹ hơn. Cái câu này thì đó cũng là rất là nhiều bà mẹ thì hay rất là hỏi bác sĩ là bác sĩ cho em mình tôi bị F0 không thì bác sĩ cho mình xin đơn thuốc. Thật là bác sĩ không có đơn thuốc chung. Bác sĩ thường là chỉ có khám bệnh nhân xong thì bác sĩ sẽ có đơn thuốc cho bệnh nhân đấy và có cái lộ trình theo dõi cho bệnh nhân đấy, sau bao lâu rồi khám lại, và trong quá trình theo dõi thì bệnh nhân nói lên theo dõi cái gì, uống thuốc gì, chăm sóc như thế nào, thì là từng bệnh nhân là nó khác nhau, chúng nó